Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ lĩnh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du đang dùng lời nói của mình mà hoa ngôn xảo ngữ lục tiêu du nói xong những lời ấy, bây giờ vẻ mặt lập tức sừng sốt, dường như những lời này đã chính thức là đùa giỡn trần trụi. Mộ dung lan lan nghe lục tiêu du nói như vậy cũng lập tức hơi bất ngờ, trong mắt hiện lên thần sắc khó có thể phát hiện ra. nhìn thấy mộ dung lan lan không đổi báo, lục tiêu du thở dài một hơi, nữ tử này không phải là người bình thường, hắn nên màu chóng toát thần tỷ hơn. ánh mắt kẹt đổi, lục tiêu du nói, Mộ dung đảo chủ ta nằm như vậy ba ngày rồi ta có thể đổi tư thế một chút được không cứ như vậy có chút khó chịu chúng ta đi thôi có lẽ người đình vũ giới đã đi xa chúng ta đổi đường trở về có lẽ cũng không gặp phải bọn họ mộ dung lan lan khẽ nói ra bước chân tiến lên rồi nói phải mau chóng trở lại thiên phần đạo đối với nàng mới là an toàn một chút ngay khi mộ dung lan lan mỉm cười tiếp cận lục tiêu du một mùi hương nhàn nhạt chuyển đến trong mắt lục tiêu du lúc này cũng có tình quảng bắn ra hư linh huyễn ấn trong chớp mắt thủ ấn trong tay lục tiêu du lặng lẽ được kết trong mắt bắn ra một đạo quang mang quỷ dị bao phủ hai mắt của mộ dùng đàn đàn hóa linh thú ấn cùng lúc đó thủ ấn trong tay lục tiêu du biến hóa linh lực trong cơ thể cũng với linh hồn lực cường hãn giống như cơn hồng thủy trút xuống một đạo quang mang trói mắt xuất hiện năng lượng ba động đáng sợ khiến cho không gian không ngừng vang lên tiếng gầm trầm muộn. Một cỗ hư ảnh cự hổ cấp tốc hiện lên, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy. Quang mang đại thịnh, bên ngoài đầu cự hổ có một cỗ khí thức khiến cho linh hồn run rẩy, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Uy áp cường hãn từ bên trong cỗ khí thức kia không ngừng tràn ra. Trong nháy mắt, Lục Thiên Du thi triển linh kỹ huyền cấp cao dài mà không thi triển vũ kỹ địa cấp sơ dài là bởi vì tốc độ. Tuy rằng là bất ngờ ra tay, thế nhưng là trước mặt mị linh vương mộ dung đan đan lục Tiêu du biết bản thân của mình tuyệt đối không có thời gian ngừng tụ vũ kỹ địa cấp ngay cả khi thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh cũng không có thời gian hắn chỉ có thời gian ngắn ngủi mà thôi một khi mộ dung đan đan còn chưa phục hồi tinh thần lại phải đánh cho nàng bị thương thật nặng bằng không hắn tuyệt đối không có cơ hội rời khỏi đây thủ ấn trong tay lục Tiêu du bỗng nhiên được đẩy đi miệng cự hổ mở ra một tiếng rít gào từ trong miệng đầu cự hổ vang lên, mang theo khí thế bàng bạc, đánh về với mộ dung làn làn. Hóa ra là người đã cởi bỏ cấm chế. Sắc mặt của mộ dung làn làn trong chớp mắt chuyển thành kinh hãi, tuyệt đối là kinh hãi. Nàng thật không ngờ cấm chế trên người lục tiêu du lại mất đi hiệu lực. Thế nhưng lúc này, lục tiêu du đã tính sai một bước. Thiết triển hư linh huyện ấn đối phó với mộ dung làn làn là một sai lầm. Tạm nghệ trên phương diện ảo cảnh của mộ dung làn làn không cùng một đẳng cấp với lục tiêu du hiện tại hư linh huyện ấn này chỉ khiến bộ dung nhan lan, lan ngẩn ra trong nháy mắt rồi lập tức khôi phục lại tinh thần. Thế nhưng lúc này, trong lòng của nàng cũng có một đạo trường ấn giống như một đầu cự hồ ầm ẩm, ẩm phóng tới. Trong nháy mắt này, mộ dung lan lan vốn thối lui cũng không kịp. Thế nhưng trong ánh mắt quyến rũ kia lại không có chút lo lắng nào cả. Tình quang trong mắt chợt lé, hai tay khẽ động, từng đạo tàn ảnh hiện lên, thủ ấn trong tay được kết, cả phiến công gian dường như đỉnh trệ một cỗ khí tức ngập trời từ trong cơ thể mộ dùng lan lan chợt tràn ra. Đoạn linh trưởng. Mộ dùng đàn làn yếu kiểu quát lên một tiếng. Canh tay chợt vùng lên. Trong lòng bàn tay mơ hồ có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Mái tóc đèn nhánh phía sau tung bay. Bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái. Một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh về phía đầu cự hổ kia. Bây giờ hai cỗ linh lực hùng hằng và chạm với nhau. Khí tức ngập trời tràn ngập trung quanh khiến cho mặt đất bằng phẳng phía dưới tạo thành hình phòng cung. giữa trường ấn của bộ dung lan lan hóa thú lính ấn của lục tiêu du chỉ giống chống lại được một lát rồi trường ấn trực tiếp trở lại lòng bàn tay của hắn. hai đạo trường ấn bởi vì gần trong gang tấc cho nên trong nháy mắt đã va chạm vào nhau. trên thực tế lục tiêu du và bộ dung lan lan ngừng tụ trường ấn cho tới lúc giao phong cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. cho nên trường ấn của hai người còn chưa rời khỏi tay được bao nhiêu lúc này hoa đình thu ấn của lục tiêu du bị đánh bay trở lại cánh tay của bộ dùng đàn lan lập tức đánh vào trong lòng bàn tay của lục tiêu du hai đạo trưởng ấn lập tức đan xen vào nhau giữa cỗ lực lượng mạnh mẽ này lục tiêu du bị phản chấn huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi mặc dù có bất diệt huyền thể thế nhưng công kích mạnh mẽ của linh vương cửu trọng như bộ dùng đàn đan lục tiêu du cũng không thể hoàn toàn coi như không có chuyện gì trong yết hầu của bộ dung làn làn cũng vang lên tiếng trầm muộn. Thường thế trên người trải qua mấy ngày điều tức vốn không đáng ngại. Thế nhưng trên người bộ dung vẫn còn một chút thường thế. Dưới sự đánh đén của lục tiêu du, công kích của nàng còn chưa phải là mạnh nhất. Thậm chí linh lực trong lúc hoảng sợ còn có chút tán loạn. Dưới một kích này, linh lực trong cơ thể của nàng lập tức hỗn loạn. Yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, bị nàng lập tức áp chế. Không thể nghi ngờ, dưới một kích đánh đén bất ngờ của lục tiêu du đã khiến cho nàng bị ảnh hưởng lớn. Phải đột phá vòng vây, bằng không tới tiền vần đảo thì mình sẽ lành ít dữ nhiều. Giờ phút này trong lòng của lục tiêu du cảm thấy khá nặng nề. Một dung đan đan dù sao cũng là linh vương cửu trọng, mà linh vương cửu trọng mà ngay cả hỷ vô thường cũng có lực chống lại. Bản thân của hắn đánh lén tuy rằng có thể tạo thành một ít ảnh hưởng cho nàng, thế nhưng hắn cũng bị thương rất lớn. Lúc này, một cô lực lượng phản chấn truyền trong lòng bàn tay bộ dung đan đan, khiến cho nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Tuyệt đối không thể tới thiên vận đảo, liều mạng thôi, lần này chắc chắn phải liều mạng thôi. Lục tiêu Du bây giờ thét lớn trong lòng, từ trong lòng bàn tay của bộ dung đan lan, có một cỗ linh lực mạnh mẽ trùng kích tới. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lạnh lùng, không còn chút cố kỵ nào nữa. Âm dường linh vũ quyết, thôn phệ. Trong nháy mắt, Lục Thiêu Du vận chuyển âm dường linh vũ quyết một cỗ lực lượng thôn phệ trong nháy mắt ngưng tụ trong cơ thể, âm âm thôn phệ linh lực trong công kích của mộ dùng làn đàn. Chuyện gì đang xảy ra? Bây giờ sắc mặt của mộ dùng làn đàn đại biến, đột nhiên nàng có cảm giác công kích của mình giống như chìm xuống đáy biển. Tiếp theo từ trong lòng bàn tay của lục tiêu du có một cỗ hấp lực mạnh mẽ trực tiếp đem linh lực trong cơ thể của nàng thông qua cánh tay hút về phía lục tiêu du. Chuyện này quá mức kỳ dị, đây rốt cuộc là công pháp gì? mộ Dung lan lan muốn thoát đi thế nhưng nàng cũng phát hiện ra mình căn bản không thể chạy trốn bản thân của nàng giống như bị dán vào đó không thể thoát thần được định lực cuồn cuộn trong cơ thể đang bị đối phương không ngừng hút đi lúc này lục thiêu du công ngừng tôn vệ định lực cuồn cuộn trong cơ thể mộ dung lan lan thì làm sao mộ Dung lan lan có thể thoát ra được mặc kệ ra sao thì hôm nay hắn cũng có thể điều mạng mà thôi dù sao ngày hôm nay nếu như không điều mạng một khi tới thiên phần đạo, mạng có là còn của hắn hay không thì cũng không nhất định. Sắc mặt của mộ dung làn làn vô cùng ngừng trọng, loại hiện tượng này nàng chưa từng gặp qua bao giờ, cho nên khuôn mặt lúc này vô cùng bối rối. <laughs> Hãy hay cho thủ đoạn quỷ dị để xem ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu. Sắc mặt của mộ dung làn làn trầm xuống, cắn răng rồi quát lên một tiếng. Trong lúc kinh hãi này, trong đầu của nàng lập tức suy nghĩ tới một việc, thủ đoạn quỷ dị này tuy rằng có thể hấp thù tình được của nàng, thế nhưng cũng không thể hấp thu quá nhiều được. Một dùng đàn đàn không thể thoát thân, cho nên đình lực toàn thân bạo phát, âm âm rút vào trong thành lục tiêu du. Lục tiêu du đem âm dường đình phụ quyết, vận chuyển tích cực hạn, đình lực ngập trời bạo phát, khiến cho âm dường đình phụ quyết hơi đình trệ. Cô đình lực này quá mức đồng bạo. Bây giờ, thế nhưng tới lúc này, lục tiêu du đã không còn sự lựa chọn nào khác cho nên chỉ có thể điều mạng mà thôi. Dưới cô đình được cuồng bạo này trùng kích, Lục tiêu Du càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Không xong rồi. Lục tiêu Du thẩm nghĩ không tốt. Đình được bàng bạc như biển của mộ dung đàn đàn. Hắn không thể chịu được bao lâu nữa. Trong mắt của Lục tiêu Du, lục này bắn ra một đạo tình quang. Đồng thời sắc mặt mộ dung đàn đàn kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì nàng cảm giác được năng lượng bát động mạnh mẽ phía sau từng. Sau từng nàng có một cỗ sát khí như thực chất lan tràn ra, khiến cho nhiệt độ chung quanh lúc này gấp khúc, cấp tốc giảm xuống thế nhưng hiện tại nàng cũng không thể quay đầu lại lúc này một đục tiêu du khác xuất hiện sau đường bộ dùng làn làn hai người giống nhau như đúc chỉ là quanh thân người phía sau mang theo màu tím phủ thành phủ tức xuất hiện đây chính là đại hồn anh của lục tiêu du thực lực của đại hồn anh lúc đối phó với hỷ phù thường không có tác dụng quá lớn thế nhưng đối phó với bộ dùng làn làn thì lại khác tề tiên liệt địa trảo. phía sau lưng bộ dùng làn làn vang lên một tiếng quát lạnh lẽo liệt thiên xuất hiện trong tay phải đại hồn anh của lục tiêu du một đạo tề thiên liệt địa trào âm âm đánh về phía trước mang theo một cỗ chấn khí bàng bạc nóng bỏng bạo phát trong hàng lập tức có vô số năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ trong không gian trung quanh vặn vẹo tạo thành một đường vòng cung trào ấn dùng tốc độ như sấm sét trong nháy mắt đánh về phía sau lưng bộ dùng lan lan linh hoàng khải giáp mộ dung lan lan căn bản còn chưa biết bình sau lưng nàng là ai thế thế nhưng sắc mặt cũng đại biến, dường như nàng đã sớm đoán ra được thứ gì đó, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quanh thân đại thịnh, đồng thời quanh người được bao phủ bởi linh hoàng khải giáp, thân thể trực tiếp được từng tầng lông chim bày màu chậm rạp bao phủ, trên hai cánh tay có hai cánh xuất hiện, đánh văng lục tiêu dù về phía trước. Trong nháy mắt này, trảo ân đánh xuống, mộ dung lan lan trực tiếp bị tề tiên liệt địa, địa trảo đánh trúng, tiên lửa bắn tung tóe, lông chim bay màu mạnh mẽ bị xé rách lộ ra cái lưng trắng nón, bên trên cái lưng còn có năm vết máu nhạt nhạt. Thân hình bộ dung lan lan cấp tốc lảo đảo tiến về phía trước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, cửu chuyển thiền linh. Bản thế của lục tiêu du dường như đã sớm có sự chuẩn bị, bí pháp cửu chuyển thiền linh lập tức được thi triển, khí tức mạnh mẽ tăng lên, bỗng nhiên tăng lên tất linh vườn lục trọng. Linh bà thiên hồn lãng. Trong chớp mắt này, ánh mắt của lục tiêu du trầm xuống, linh hồn lực phổ thiền cai địa từ trong cơ thể bạo phát, toàn bộ cận sóng trong không gian mang theo lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phường tám hướng, linh hồn lực bằng bạc tràn ra, khiến cho áp lực trong không gian lập tức tăng lên nhiều. Đây chính là công kích linh hồn, trong gợn sóng trong không gian mang theo công kích linh hồn cường hãn, hỗn loạn, không gian chung quanh cái hang lúc này trực tiếp vặn vẹo. Lúc này Lục Tiêu Du có tu vị linh vườn lục trọng, uy lực khi thi triển linh ba tiền hồn lãng tuyệt đối không giống như khi trước mộ dung đan đan bị thương nặng từ trước lúc này lại bị gần sóng đem theo linh hồn lực bằng bạc bao phủ sắc mặt của mộ dung đan đan lập tức kinh hãi từ bên trong gần sóng này có một cỗ linh hồn lực âm thầm đánh về phía của nàng tam thiên liêu vân thủ hàn băng đồng kết sát đồng thời trên đại hồn anh lần nữa có hải đạo cộng kích đánh ra năng lượng thuộc tính cuồng bạo gần như trong nháy mắt hùng hăng trút về phía mộ dung lan lan. Toàn bộ một cái hang ẩm ẩm rùng động, công kích mạnh mẽ đánh vào trên cơ thể mộ dung lan lan. Bằng không, cái hang này đã sớm sập mất rồi. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, linh hồn công kích phối hợp với trần khí, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống, khiến cho mộ dung lan lan liên tiếp lùi lại, càng ngày càng chật vật. Bỗng dưng lại có một cỗ lực lượng trút xuống, linh hoàng khải giáp bảy màu quanh thân bắt đầu lở mờ. Nàng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, hồn linh cải giáp không thể chống đỡ được nữa thân thể bộ dung lan lan ngã xuống mặt đất trong nháy mắt này nàng mới nhìn rõ người vừa đánh lén phía sau lưng nàng chính là một lục thiêu du thứ hai trong lòng của nàng hiện tại vô cùng khiếp sợ. khi tức lục thiêu du trong đột nhiên suy yếu hẳn dưới linh lực trùng kích bản thân của hắn đã bị thương lại có cố gắng thì triển bí pháp cửu chuyển thiên linh cho nên hậu quả không cần nói cũng biết được bí pháp cửu chuyển thiên linh này sau khi thi triển sẽ suy yếu vì làm bộ dùng làn làn bị thường nặng, lục tiêu du cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể toàn lực ti triển đại hồn anh phối hợp với tiểu hồn anh mà thôi. Lục tiêu du bây giờ cũng phun ra một cục máu tươi, trong cơ thể bị thường không nhẹ. Hơn nữa, linh lực thôn phệ của bộ dùng làn làn, lúc này hắn còn chưa luyện hóa. Linh lực của nàng không ngừng trùng kích trong cơ thể hắn, hắn cũng không dễ chịu một chút nào. Sao lại có khả năng như vậy? Sắc mặt của bộ dùng làn làn trắng bệch nhìn hai lục tiêu du vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Đây rõ ràng không phải là huyện ảnh, điều này đều khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Trong lúc ngạc nhiên, mộ dung đàn đàn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Công kích như mưa rào của lục tiêu du khiến cho máu tươi nhiệm đỏ y phục trên người của nàng. Một loạt công kích bất ngờ của đại hồn anh khiến cho mộ dung đàn đàn không ngờ tới. Mộ dung đảo chủ sợ rằng ta không thể theo đảo chủ tới tiền vân đảo rồi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mộ dung đàn đàn, đại hồn anh trực tiếp nhập vào trong cơ thể lục tiêu du người có phần thân ư không ngờ ngươi lại có phân thân điều đó không có khả năng ngươi chỉ có tu vi vũ vương linh vương sao lại có phần thân chẳng lẽ là đình vũ song tu Về mặt của bộ dung lan lan khiếp sợ ánh mắt kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm nói nghe lục tiêu du nàng bây giờ giơ tay rao vết máu nơi khóe miệng nụ cười khổ mang theo sự quyến rũ xuất hiện mà nói không thể nghĩ tới thủ đoạn trên người lục thiêu du đệ đệ lại nhiều như vậy. Ta đã tính sai rồi. Người đi đi. Sợ rằng ta không thể đơn giản cứ thế mà đi. Lục thiêu du nói ra, ánh mắt nhìn vào trên người bộ dung lan lan. Một cô hàn mang từ trong mắt bắn ra, sát khí xuất hiện. Thiêu du đệ đệ muốn giết ta sao? Nhìn lục thiêu du, nhìn thấy sát khí trong mắt lục thiêu du, sắc mặt mộ dung lan lan trầm xuống rồi nói. Nếu như ta tới tiền vần đảo, sợ rằng cũng đành ít giữ nhiều. Người có thể giết ta, tại sao ta không thể giết ngươi lục tiêu du thản nhiên nói dưới tình huống bình thường đương nhiên lục tiêu du sẽ không đi đánh chết mộ dung đàn lan, lan một khi đánh chết mộ dung lan lan thì phi linh bôn và tiền vân đạo sẽ không chết không thôi thế nhưng hiện tại bí mật của hắn đều đã bại lộ trước mặt mộ dung đàn lan, lan. giữa phút này hắn đã không thể cố kỵ như trước được nữa giết ta tiền vân đạo và phi linh bôn không thể không chết không thôi phi linh bôn người sẽ máu chảy thành sông người nên suy nghĩ cho kỹ mộ dung lan lan nhìn lục thiêu du rồi nói vậy cũng phải nhìn xem rốt cuộc thiên vần đạo có thực lực như vậy hay không lúc bây giờ lục thiêu du chậm rãi tiến lên sát ý tràn ra nếu như hôm nay không giết mộ dung lan lan này sợ rằng phiến phức sau này còn lớn hơn nữa người không giết được ta đâu mộ dung lan lan nhìn lục thiêu du rồi nói dường như bản thân của nàng đang chờ lục thiêu du tới gần trong mắt có một cỗ tình quang chợt lóe ta căn bản không muốn giết ngươi, thế nhưng ta chưa bao giờ cho phép có một người nào đó uy hiếp ta. Lục Thiếu Du thở dài, một đạo trường ấn ngưng tụ trong nháy mắt, có chút do dự, rồi lập tức đánh trường ấn về phía bộ dùng làn Lan. Có một số việc mặc dù vô cùng tàn khốc, thế nhưng hắn vẫn phải làm như vậy. Huyễn Linh Trần Kinh, Linh Huyễn Chỉ Cảnh. Đúng lúc này, một đạo tinh quang trong mắt mộ dùng đàn Lan bắn ra, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên, một ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng vào hai mắt lục thiêu du trường ấn của lục thiêu du trực tiếp vỗ vào trong ngực của mộ dung lan lan đồng thời thân thể của lục thiêu du cũng đã run lên đột nhiên xuất hiện ở trong một ảo cảnh không xong rồi trong lòng lục thiêu du lập tức trùng xuống áo cảnh mà mộ dung lan lan thị triển không giống như bình thường một tí nào trong nháy mắt lục tiêu du ngây ra hắn đột nhiên trở về lục xa khi trước khi đó hắn đang bị triệu tuệ cùng mấy quản gia thủ hạ của nàng khỉ dễ cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi mẫu thần đang bị người khác bắt nạt ngay trước mắt của hắn khiến trong lòng của hắn nổi lên bà động là ảo cảnh đây chỉ là ảo cảnh lúc này có một tiếng sấm nổ vang lên đồng thời một cỗ sát khí ngập trời từ trong đầu lục tiêu du tràn ra đây chính là sát khí đến từ đại hồn anh ảo cảnh trước mắt lục tiêu du lập tức ảm đạm thế nhưng trong mắt mộ dùng làn làn ánh mắt quỷ dị kia một lần được bắn ra sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng bệch khoe miệng lần nữa chảy ra một dòng máu tươi lục tiêu du vừa mới thoát khỏi ảo cảnh lập tức xuất hiện ở trong một không gian ưu ừ nhã từng tiếng cười vui vẻ truyền tới lục tiêu du nhìn lại thì thấy mấy nữ tử yểu điệu thiếu du sao chàng đã trở lại rồi mấy thân ảnh yểu điệu này quay đầu chính là đám người lục vô song lữ tiểu linh vân hồng lăng ngay cả độc cô cảnh văn cũng ở trong đó tứ nữ lập tức đi tới trước người lục tiêu du ảo cảnh đây cũng chỉ là ảo cảnh để xem người có thể làm gì được ta. Trên đại hồn anh lập tức có sát khí ngập trời tràn ra. Lục tiêu du thủ hộ tâm thần mà ảo cảnh này cũng cực kỳ lợi hại. Vô hình, vô hình, vô thức mà ăn mòn linh hồn của lục tiêu du. Lục tiêu du thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng chỉ cần mình sơ ý một cái là sẽ bị hãm sâu vào trong ảo cảnh. Trong sát na, một gụm máu tươi từ trong miệng bộ dùng làn đột nhiên phun vào trong bì tầm của lục tiêu du một cỗ linh hồn lực bàng bạc trong nháy mắt chạy vào trong đầu lục thiêu du cỗ linh hồn lực bàng bạc này cực kỳ mạnh mẽ mang theo khí thế sấm sét chạy ao ao vào trong đầu lục thiêu du Giữa phút này hai người hoàn toàn đang đặt cược tính mệnh của mình trong đầu của lục thiêu du quàng mang trên kim đào màu vàng đại thịnh đồng thời kim đao di chuyển linh hồn lực bàng bạc của lục thiêu du và bộ dùng làn làn lập tức tan thành từng mảnh nhỏ dưới kim đào trong chớp mắt này ánh mắt của lục tiêu du triệt để dại ra linh hồn công kích của bộ dung lan lan tuy rằng không tạo thành tác dụng quá lớn thế nhưng chỉ bằng cỗ ba động này cũng khiến cho linh hồn của lục tiêu du run lên lại rơi vào trong ảo cảnh bên trong ảo cảnh lục vô song đầu cô cảnh văn lữ tiểu linh xuống lại cả đám đều đang búa trước mặt lục tiêu du khuôn mặt tuyệt mỹ tới cực hạn xuất hiện trước mặt của lục tiêu du khuôn mặt trắng nõn như ngọc cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng đặc biệt là đôi mắt sáng ngời khiến cho người khác nhìn lập tức bị cầu hồn đoạt phách. dung nhàn tuyệt mỹ giống như tiền tử, không nhiễm bụi trần. Đây chính là độc cổ cảnh văn. Cảnh văn? Lục Thiếu Du ngẩn ra rồi lập tức đem nữ tử trước mặt ôm vào lòng. Nữ tử này là người mà hắn luôn nhớ nhung. Cách biệt mấy năm nay, lần này rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt của hắn. Thiếu Du, người muốn làm gì? Thế nhưng lúc này, ánh mắt của Lục Thiếu Du lại ngẩn ra. Nữ tử trong lòng lại biến thành một thân ảnh xinh đẹp tới cực hạn mà đạo thân ảnh này khí chất vô song trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một chút quyến rũ phong tình vạn trùng nữ tử này quyến rũ xinh đẹp lạnh lẽo vô cùng tuyệt mỹ giống như là khiến cho ngay cả thiên địa cũng phải là động lòng khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm khí chất quyến rũ hoàn toàn hội tụ ở trên người của nàng bạch linh là bạch linh sao trong lòng lục tiêu du chợt trùng xuống nữ tử trong lòng lại tiếp tục biến hóa vô song lại xuất hiện buông tay ra. Bên ngoài, mộ dùng làn làn kẹo quát một tiếng. Tay lục tiêu du lúc này đang ôm chặt thân thể của nàng. Nàng vừa mới rãi ruộng, miệng đột nhiên lại phun ra một gụm máu tươi. Máu tươi phun ra, ánh mắt của mộ dùng làn làn run lên, toàn thân không còn chút sức lực nào. Thế nhưng lúc này, lục tiêu du đã hoàn toàn lâm vào trong ảo cảnh. Vô xong lục tiêu du nhìn đứa tử thanh nhã cao quý trong lòng, rồi lập tức cúi đầu hồn xuống. Lục tiêu du, không được. Mộ Dung làn làn yếu ớt la lên, thế nhưng cũng không ngăn cản được. Lục Tiêu Du đã sớm lâm vào ảo cảnh, mà nàng liên tiếp bị thương, linh hồn lực vừa rồi lại bị thương nặng, cho nên không thể phản kháng. Lục này trong đầu Lục Tiêu Du nặng trình trịch, đôi môi hướng về phía đôi môi mang theo vết máu của Mộ Dung làn Lan mà hồn xuống, cảm nhận cảm xúc mềm mại ấm áp, dường như có chút giống bình thường. Lục Tiêu Du bây giờ hôn một cái thật sâu, thầm làm bút nước bọt trong miệng của nàng chăm chú hồn thân thể mềm mại trong lòng, hai người lập tức ngã xuống mặt cỏ. Mộ Dung Đan Lan không có chút lực dãy ruộng, cả thân thể từ đầu tới chân không ngừng run rẩy. Thế nhưng tất cả đều là phí công. Lúc này Lục Tiêu Du đã vô cùng hừng phấn, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ biết hôn đôi môi mềm mại của nữ tử trong lòng, không ngừng là dùng những chiêu thức mà hắn đã biết cùng với hương thơm của nàng, tất cả mọi chuyện đều bị hắn ném ra sau đầu. Mộ Dung Đan Lan thôi dãy ruộng, trong mắt hiện lên sự bất lực nàng biết hiện tại lục tiêu du đã lâm vào ảo cảnh nàng đã không thể phản kháng mà trong lúc bất trí bất giác mộ dung đàn lan lại có cảm giác thân thể mình nóng lên nàng lại tiếp tục dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của lục tiêu du thế nhưng càng dãy giụa lục tiêu du càng hừng phấn rốt cuộc mộ dung đàn lan cũng cảm nhận được cái gì thân thể mềm mại của nàng được đặt lên trên thân thể của lục tiêu du cả thân thể của nàng run lên hay cỏ má giống như tuyết trắng đỏ ửng không ngừng thở hồn hển. Dưới những động tác thủ lỗ của lục thiêu du, cung trang của bộ dùng làn làn trong nháy mắt bị xé rách, thân thể lình lùng trắng nõn như ngọc xuất hiện trước mặt lục thiêu du. Y phục, y phục bị xé rách, chỉ còn lại tiết khố màu hồng, xuân quang bắn ra bốn phía, cảnh giác mê người, dùng nhàn tuyệt mỹ, bộ ngực cao vút, da thịt trắng nõn, mỗi một tấc thân thể đều tản ra khí tức mê người của nữ nhân thành thục, tức thì hoa mai nở trong hang, cảnh xuân kiểu diễm bùng cháy. Nhìn thấy thân thể linh lung trước mắt, lục tiêu du đỏ lên, hai tay đem y phục trên người cởi bỏ. Lục tiêu du chỉ cảm thấy một cô nhiệt lưu từ trong đan điền tỏa ra toàn thân. Hắn đang vô cùng hưng phấn, không biết làm gì và vô cùng hưng phấn. Lúc bây giờ, mộ dung lan lan dường như cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn. Cô nàng đáp lại hôn lục tiêu du, bản thân vô cùng khẩn trương, đường đường đã đào chủ thiên vần đạo Lúc này không ngờ lại giống như một con thỏ nhỏ, thân thể không ngừng co rút, trong mắt hiện lên sự kinh khủng, chờ mong lại có khát vọng, cuối cùng là buồn thả tất cả. Bốn mắt nhìn nhau, một dùng đàn đàn bị lục thiêu du đặt ở dưới thân, cảm nhận khí thức nam nhân ở trên người lục thiêu du, khiến cho toàn thân của nàng có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tuy rằng nàng là người đứng đầu thiên vận đạo, thế nhưng đây cũng là nam nhân duy nhất chạm vào thân thể của nàng. một dùng đàn đàn lúc này cũng không thể giữ mình được nữa, ánh mắt nhìn nam tử trước mắt mê ly. Lúc này, thể trạng độc long của lục tiêu du tăng vọt, lửa nóng tràn ngập, cây lừng đột nhiên cong lại, độc long lập tức chui vào nơi vù sờn của mộ dung lan lan. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, hạ thần đào đớn, mộ dung lan lan siết chặt lục tiêu du, độc long của lục tiêu du đột nhiên xông vào, khiến cho ngọc bồn của nàng bị xé rách. Loại đau đớn này khiến cho nàng vừa bất ngờ lại giật mình, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Thế nhưng cảm giác đau đớn này nàng cũng dần dần thích ứng cuối cùng trên khuôn mặt của bộ dung lan lan hiện lên vẻ quyến rũ yêu bị vốn có kỳ trước cũng không biết qua bao lâu thanh âm vui sướng của bộ dung lan lan vang lên toàn thân nằm ở trong lòng lục thiêu du tiếng thở giúp không ngừng vang lên bộ ngực phập phồng bị lục thiêu du không ngừng trùng kích thể xác và tinh thần của nàng hoàn toàn bị thất thủ thân thể vô lực tình hồn vốn như trước đã bị thường nặng dưới sự trùng kích không ngừng của lục thiêu du rốt cuộc cũng có chút thoải mái. Lục tiêu du thần hãm sâu vào trong ảo cảnh, linh hồn lực cũng tổn thương không nhẹ. Hơn nữa, vết thương cũ còn chưa lành, nay lại thêm mới cho nên lập tức hôn mê. Hai thân hình ôm chặt lấy nhau cùng hôn mê trong cái hàng bị phòng bế. Không ai có thể nhìn thấy một màn xuất sắc vô biệt như vậy. Trong bầu trời hải vực vô biên, giữa không trung có một đạo thú ảnh xẹt qua. Bốn người lục tâm đồng, tiểu long, dương quá, như hoa, ngồi trên lưng phi thiền ngô công xẹt qua phía chân trời. Dương quá ngơ ngác nhìn về phía trước, toàn thân đờ ra không nói gì. Giang vẻ này lại giống như lần đầu tiên đám người lục tâm đồng gặp hắn. Lục tâm đồng ngồi ở bên cạnh Dương quá, thế nhưng cũng không thể giúp được cái gì. Cũng không biết ca ca thế nào rồi, mấy ngày nay chúng ta còn chưa tìm được ca ca. Lục tâm đồng nhìn Dương quá rồi đập tức nhớ mày, ánh mắt có chút lo lắng. Chúng ta đi tìm nhị đệ trước. Dương quá phục hồi tinh thần, ánh mắt từ xa thu lại nếu như không có bất ngờ nào xảy ra thì lão đại có thể tự bảo vệ mình thế nhưng chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi dù sao thực lực của vũ tôn quá mức mạnh mẽ tiểu long lúc này cũng có chút lo lắng một kích của vũ tôn nó đã từ mình kiểm nghiệm qua thực sự quá mạnh mẽ ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ ánh mắt của lục tâm đồng lóe lên bất định ngày càng lo lắng tạm thời còn chưa có vấn đề gì có lẽ lão đại muốn thoát thân cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tiểu lòng cũng lên tiếng nói. Trong hàng lúc bây giờ cũng không biết qua bao lâu, một tiếng rên vang lên, hai cỗ thần thể ôm chặt tới nhau kia, rốt cuộc cũng nhúc nhích một chút. Mộ Dung Đan Lan tỉnh lại, hai mắt mở ra, đập vào mắt của nàng chính là khuôn mặt kiên nghị ảnh tuấn kia. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Đan Lan lẩm bẩm nói, toàn thân vô đực không thể nhúc nhích trong đầu nàng lúc này cũng hỗn loạn tới cực điểm. Nàng không ngờ kết quả cuối cùng lại như thế này. Không ngờ nàng lại phát sinh chuyện này với hắn. Một lúc lâu sau, một lưu tình quang trong tay bộ dùng làn làn ré lên. Thân thể lục tiêu du lập tức bị ném đi. Thân thể trắng nón của bộ dùng làn làn đứng dậy, nhìn cảnh vật trước mắt còn có vết đỏ tươi dưới thân của mình. Trong đôi mắt quyến rũ kia xuất hiện hai giọt nước mắt. Nhìn nam tử bên cạnh, linh lực trong người bộ dùng làn làn chợt lóe một đạo trưởng ấn đứng ngưng tụ. Nam nhân này đoạt lấy thân thể thuần kết của nàng, nhất định không thể buông tha cho hắn. Ngay khi trưởng ấn sắp hạ xuống, trường ấn trong tay bộ dung lan lan chợt ngừng lại, ánh mắt lóe lên bất định, miệng lẩm bẩm nói. Hắn lầm vào ao cảnh, nếu như không phải ta thi triển ao cảnh, thì hắn cũng sẽ không như vậy. Muốn trách thì phải trách chính mình. Thế nhưng cũng không thể tha cho hắn như vậy. Thân thể thuần kết này, hắn làm sao có tư cách đoạt lấy. Hắn cũng không biết rõ mọi chuyện, vì sao ta vì sao lại không cảm thấy ghét hắn mộ dùng làn làn không ngừng suy nghĩ nàng nhớ rõ lúc đó bản thân của nàng còn kịch liệt đáp ứng không ngờ bản thân lại không có bài xích miệng còn không ngừng lớn tiếng rền rỉ nghĩ như vậy hai con má mộ dùng làn làn lập tức ửng đỏ nhất định phải giết hắn thôi chuyện này không thể trách hắn mình cũng có trách nhiệm cơ mà vì sao ta lại không hạ thủ được lẽ nào ta đã mộ dung lan lan không ngừng đấu tranh tư tưởng trong đầu có hai thanh âm không ngừng qua lại khiến cho mộ dùng làn đàn có chút tàn vỡ lúc này trong miệng lục tiêu du vàng liền một tiếng rền rỉ dường như sắp tỉnh nhìn lục tiêu du dưới mặt đất ánh mắt mộ dùng lan lan run rẩy trường ấn trong tay lần thứ hai chụp xuống thế nhưng vẫn không thể hạ thủ được tự tạo nghiệt lần này quả thực ta không đến tới đây sau khi thì thảo nói một tiếng mộ dùng đàn lan thu hồi trường ấn thân thể mềm mại đứng dậy thân hình linh lùng như ngọc kia lúc này cũng không có ai thấy. Mộ Dung Lan Lan lập tức lấy ra một bộ cung trang màu hồng trong nhẫn chữ vật mặc lên người. Nhìn nam tử áo xám dưới đất, miệng lầm bập nói, từ nay về sau, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Lần này chỉ là một giấc mộng, chỉ là ảo cảnh, ta cũng chưa từng tới đây. Nói xong, thân thể uể oải suy yếu của mộ dung lan lan nhanh chóng rời đi. Trong hàng tối, đồng Tiêu Du vẫn tiếp tục hôn mê, dưới tình huống liên tiếp bị thương nặng khiến cho lục tiêu du không thể chống lại được. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, trong phi linh bồn yên bình, đột nhiên mặt đất trùng chuyển, trùng động đột nhiên xảy ra, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Tất cả đệ tử phi linh bồn đang tù luyện, đều vội vàng đứng dậy, đi tới sân rộng. Cả đám cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi chúng đệ tử nghi hoặc, thì mặt đất lại trùng chuyển, mà lần này không ít người lập tức phát hiện ra đời phát ra bà động, vô số ánh mắt nhất thời nhìn về phía sau núi. Lúc này trong đỉnh viện ở hậu sơn phi linh môn có những vô số thần ảnh bắn ra, cuối cùng lơ lửng trong không trung. Cả đám đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về một ngọn núi cách đó không xa. Đây chính là đám người đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh và thanh Hòa lão quỷ. Đám người đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn chăm chú về phía sau núi. Trong lúc mở hồ, bọn họ cảm nhận được một cỗ ký thức kinh khủng đang không ngừng kéo lên. Đây dường như là băng mộc tôn giả đang đột phá thì phải. Đồng phổ mệnh nhìn vào phía sau núi rồi vui vẻ nói. Động tính lớn như vậy, ngoại trừ băng bộc tồn giả ra, sợ rằng không còn có ai khác. Quý tiên tử bạch oánh cũng nói. Trên ngọn núi, phía sau hậu sơn, lúc này có một cỗ năng lượng trong thiền địa như biển đang không ngừng hội tụ tới. Sau đó, năng lượng trong thiền địa như thủy triều rót xuống ngọn núi, một cỗ khí tức mạnh mẽ đang không ngừng kéo lên. Khí thế kinh khủng này cũng không duy trì được bao lâu. Trên ngọn núi có một cỗ năng lượng mạnh mẽ bỗng nhiên giống như núi lửa phun trào từ trên ngọn núi bạo phát ra năng lượng phù thiền cai địa tuôn ra khiến cả không gian phong vận biến sắc là vũ tôn vũ tôn đang đột phá cảm nhận trình độ cường hãn của cổ khí thế này không ít đình vương vũ vương trong phi linh bồn cũng trợn mắt ngây người một lát sau cả đám mới hít sâu một hơi thành âm mang theo sự run rẩy lẩm bẩm nói khí tức thật là kinh khủng đây là cường giả trong phi linh bồn sao cổ khí tức này hẳn là cấp bậc vũ tôn người đang đột phá có lẽ là sư huynh bằng bộc tôn giả sát pháp quân của trưởng môn đấy ta biết ta có từng gặp lão nhân gia đó là siêu cấp cường giả vũ tôn phi đình bồn ta có siêu cấp cường giả vũ tôn hiện tại ngoại trừ nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang ra cũng không có một môn phái nào dám chống lại chúng ta nữa vô số đệ tử phi đình bồn nhìn dưới chấn động cuối cùng trong vô số ánh mắt khiếp sợ cỗ khí thế kinh khủng kia chỉ rằng có một lát rồi lập tức biến mất không thấy đầu nữa dưới mật thất của phi linh môn hai đạo thân ảnh giả nua một hư một lưng bây giờ đứng lên ấy giờ ánh mắt hai người nhíu lại trong mắt hiện lên sự vui vẻ sát pha quần này sau khi khôi phục không ngờ lại có thể đột phá nhanh như vậy quả thực là không tồi thân ảnh giả nua hư ảo kia mỉm cười nói trong mật thất nam túc mỉm cười gật đầu rồi thở dài nói tiếp sư phụ sát pháp quân chính là lão hữu có giao tình sinh tử với ta hắn để lại cho tiểu tử này không ít thứ tốt muốn đột phá đương nhiên không quá chậm. Chỉ tiếc ta còn chưa thể khôi phục, cho nên không thể tiến vào trong đó điều tra, cũng không biết đạo bằng hữu của ta còn sống hay đã chết. Chính là nơi mà lần trước cây từng nói với ta sao, nằm đó ta cũng đi vào đó, thế nhưng đời đó bị mấy hoàng tộc đánh đời chiếm cứ, tan tù bình thường đi vào vô cùng nguy hiểm, cũng không dám đi vào trong đó quá sâu. Thánh thủ linh tồn cũng nói, nơi đó chính là nơi mà mấy đại hoàng tộc thủ hộ, mấy đại hoàng tộc đánh đời bởi vì địa phương đó cho nên sẽ không đơn giản cho người ngoài tiến vào bên trong. Người có tư cách tiến vào trong đó cũng không có mấy người. Trình độ nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Nam Thúc lại nói, địa phương đó quả thực vô cùng quỷ dị. Theo ta được biết, địa phương đó mỗi một lần mở ra đều khiến cho vô số lão già hỏa ngã xuống. Nhiều năm trôi qua như vậy, dường như cũng không có ai tìm được thứ gì tốt. Thánh thủ linh tồn lại nói, chính là bởi vì không tìm được thứ tốt cho nên mới khiến cho bọn họ điên cuồng như vậy nhưng lão gia hỏa kia đều là người không để ý tới thế sự một lòng muốn tìm vật trong đồn tại kia nam túc cũng nói như vậy kể ra cũng tốt nếu như lão già hỏa này không có việc gì để làm thì đại lục này sợ rằng đã sớm lòng trời lở đất thánh thủ linh tồn lại nói mặc kệ ra làm sao ta đều hy vọng có thể một lần nữa tiến vào trong đó nhìn xem lão bằng hữu của ta rốt cuộc còn sống hay đã chết mất nam túc cũng nói Yên tâm đi, chờ sau khi tiểu tử thiếu du kia thu được hồ âm yêu tình, thì tương thế của ngươi muốn khỏi hẳn cũng không khó đâu. Thánh thủ linh tồn lại nói. Hồ âm yêu tình, lòng giường linh quả, một âm một dương, theo lý thuyết mà nói, quả thực có cơ hội. Chỉ là không biết chuyến đi đồng hải của tiểu tử này có nguy hiểm hay không. Trên đại lục linh vũ, ít nhiều cũng được phần dường tông che chở. Trên cổ vực lại có linh thiền bồn chế trụ. Thế nhưng trên đồng hải, tiểu tử này tới đó có lẽ không thể lăn lộn được như trước. Nam Túc cũng nói, yên tâm đi, thánh linh giáo của ta vẫn còn, cho dù tiểu tử kia có nháo tận tới trời Đông Hải, nếu như muốn bảo vệ bản thân mình, thì có lẽ không thành vấn đề gì đâu. Thánh thủ linh tồn lại nói, thế nhưng ta sợ rằng, mấy nghìn năm qua, cảnh còn thì người mất, cho dù thánh linh giáo còn, sợ rằng cũng không có ai phục nó. Chuyện đi này, sợ rằng nguy cơ trùng trùng. Kể ra thì cũng đúng, tất cả phải nhìn vào bản thân của nó, nếu như vận khí của tiểu tử này không tồi, có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Thánh thủ linh tồn lại nói. Trên một ngọn núi phía sau phi linh bồn, lúc này có một thân ảnh màu lam khoanh chân ngồi xuống. Mãi một lúc sau, thân ảnh này mới vặn thắt lưng, trên người vang lên tiếng sườn cốt rằng rắc. Hai tay bỗng nhiên vườn ra, chậm rãi nắn một cái. Trước hai tay, gợn sóng trong không gian trực tiếp vạn vẹo. Gợn sóng trong không gian giống như chiếc lá mỏng bị sát phát quần nắm vào trong tay đột nhiên gợn sóng trong không gian hóa thành băng. Thanh âm ghiền nát vang lên, cuối cùng biến mất trong không trung. Rốt cuộc cũng đột phá rồi. Cảm nhận cảm giác thoải mái tràn ngập cơ thể, một ngụm trọc khí mang theo khí tức lạnh lẽo từ trong miệng của sát phá quần bắn ra. Trên khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên sự vui vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hàng khi Lục Tiêu Du tỉnh lại thì thấy toàn thân vô lực, đầu vô cùng nặng nề, toàn thân uể oải, mặc kệ là chân khí hay linh lực Đều tiêu hào tích cực hạn Chuyện đầu tiên khi Lục Thiêu Du tỉnh lại Chính là nhìn thân thể của mình Vì sao mà bản thân hồn mê Lục Thiêu Du cũng không rõ Hắn chỉ nhớ dường như Mình tiến vào trong ảo cảnh của mộ dùng đan nan Chuyện sau đó hắn đều quên hết Hoàn toàn không nhớ nổi một chút gì Mà lúc này trong mắt Lục Thiêu Du Lại có chút nghi hoặc Bởi vì hắn không thấy mộ dùng lan nan đâu cả Mà khi Lục thiếu Du nhìn xuống phía dưới Thì sắc mặt lập tức đại biến Không ngờ trên người của hắn lại không có một mảnh vải che thân nào cả ta bị cưỡng bức sao nhìn thấy toàn thân không có chút mảnh vải nào phán đoán thứ nhất của lục tiêu du chính là hắn bị người ta cưỡng bức thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát lục tiêu du lại cảm thấy bộ dùng đàn làn kia dường như cũng không phải là người biến thái trong lúc kỳ hoặc lục tiêu du nhanh chóng mặc y phục vào. bộ dùng đàn làn đâu rồi lục tiêu du xem xét chung quanh bộ dùng đàn làn này vì sao lại không thấy đâu cho dù bộ dùng đàn làn đi lẽ nào ngay cả thần khí từ lôi huyền đình của hắn mà nàng cũng không muốn. Đã trở lại rồi sao? Suy tư một lát, ánh mắt Lục tiêu du đột nhiên nhìn về cửa hang. Trong tâm thần của hắn lúc này, có người đang tiến vào trong hang. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đoán mộ dùng đàn đàn đã trở lại. Hóa ra, quả thực còn chưa đi xa. Lục tiêu du, người trốn không thoát đâu. Lúc này ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước người lục tiêu du không xa. Người vừa mới lên tiếng chính là một nữ tử tuyệt mỹ trên khuôn mặt tình xảo, không trang điểm kia, mang theo sự lạnh lùng. Khuôn mặt này xinh đẹp, không thể diễn tả bằng lời. Phong tư trác tuyệt, giống như tiền tử. Mái tóc có chút mất trật tự. Cái eo nhỏ làm tăng lên vẻ không nhiễm bụi trần của nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là ngũ quan xinh xắn, nhìn qua nhu nhược mà ưu ừ nhã. Thế nhưng trong đôi mắt lúc này lại là một mảnh hàn ý khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Mà người này không phải là ai khác mà chính là Lăng Thanh Tuyền mà lục tiêu du sợ gặp nhất. Lúc này bên người của Lăng Thanh Tuyền còn có nộ vô thường và không đình vương. Nhân phẩm của ta kém như vậy sao? Nhìn thấy ba người tiến vào, phản ứng đầu tiên của lục tiêu du chính là tự hỏi một câu như vậy. Mộ dùng làn đàn vừa mới biến mất, không thấy đâu, thì lập tức gặp phải Lăng Thanh Tuyền này. Chẳng lẽ phần bộ tổ tiên lục ra bị người tàn đụng vào hay sao? Không ngờ mình lại không may mắn như vậy. Nộ trưởng lão nhanh bắn hắn đi, cẩn thận bị hắn thi triển tử đồ huyền định. Lăng Thanh Tuyền lập tức yêu kiều quát lên một tiếng. Tiểu tử, lão thần không để yên trong người đâu. Nộ vô thường nghe Lăng Thanh Tuyền phần phó, lập tức lao thẳng về phía lục tiêu dù. thì vô thường bị lục tiêu dù giết chết, nàng sao có thể bỏ qua cho lục tiêu dù được. Trong lòng của lục tiêu dung gừng trọng tích cực điểm, Lăng Thanh Tuyền do hắn thi triển tử đồ huyền định mà giết chết. Thế nhưng hắn biết, trên khi đỉnh lực trong người hắn hiện tại tiêu hào hầu như không còn, căn bản chưa khôi phục được một chút nào. Muốn thổi động từ đồi huyền đỉnh hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Huống chi lục tiêu du còn không có thời gian thổi động. Mấy ngày trước, nội vô thường ăn thiệt thòi trong tay nữ tử thần bí. Trong lòng hiện tại vẫn còn sợ hãi. Bởi vì trước đó nàng ta không toàn lượng xuất thủ đối với đám người tiểu long. Cho nên lúc này xuất thủ với lục tiêu du, nàng không lưu thủ một chút nào. Trong mắt bắn ra hàn ý bằng bạc. Một đạo trào ấn phá không mang theo tiếng sấp ỉ ung hiện lên trong không gian trào ấn kéo theo một đám tàn ảnh không gian đột nhiên đình trệ trong nháy mắt đạo trào ấn này mang theo xu thế sấm sét phá không bay về phía lục tiêu du chạy thôi lục tiêu du nhanh chóng chạy trốn thế nhưng trong cái hàng nhỏ này hắn còn có thể chạy tới đầu cửa chứ huống chi trình độ nắm không gian trong tay của độ vô thường ngày càng cả hắn cũng toàn thịnh cũng không thể thoát khỏi huống chi lúc này lục tiêu du lại tiêu hào quá nhiều dưới trạng thái này làm sao có thể chạy trốn khỏi công kích của nàng ta tất cả chỉ trong nháy mắt trào ấn đánh xuống lục tiêu du trực tiếp bị bao phủ vào bên trong thân thể đình trệ căn bản không thể nhúc nhích trình độ nắm không gian trong tay của cường giả vũ tôn quả thực vô cùng mạnh mẽ tiểu tử lần đánh người trốn không thoát được đâu thân ảnh của nộ vô thường chợt lóe lên tiếp đó nhanh chóng đánh ra mấy đạo cấm chế vào người lục tiêu du lục tiêu du lập tức bị cấm chế ngay lần này thì tiêu thật rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chậm xuống, rơi vào trong tay nữ nhân Lăng thanh Tuyền này. Kết cục của hắn không cần nghĩ cũng biết. Sợ rằng không bị ngũ mã phanh thầy thì cũng phải chết không toàn thầy. Nộ hộ pháp, tên vô sĩ này có thủ đoạn cởi bỏ cấm chế để ta chới thôi. Lăng thanh Tuyền lạnh lùng đi tới trước mặt lục tiêu du. Trong tay xuất hiện một quả đan dược toàn mùi hương thơm ngát. Nàng không để ý tới lục tiêu du mà trực tiếp mở miệng lục tiêu du, ném quả đan dược kia nhét vào trong miệng hắn. Ngày sau đó, Lăng Thành Tuyền không chút do dự, hùng hăng đập bột quyền vào ngực Lục Tiêu Du. Quả đan dược trong yết hầu Lục Tiêu Du lập tức trồi xuống bên dưới. Một cốt dược lực kỳ dị quách tán tiến vào trong tứ chi đan điền của Lục Tiêu Du. Chỉ trong nháy mắt, Lục Tiêu Du có cảm giác toàn thân bị dược dịch bao phủ, một cảm giác tê dại xuất hiện, ngay cả xương cốt toàn thân dường như cũng nhũn cả ra. Giờ phút này Lục Tiêu Du có cảm giác vô lực, toàn thân mềm nhũn, giống như một cục bông, giống như thân thể của hắn không tồn tại vậy. Tên vô sỉ, vì đối phó với ngươi, ta cố ý lên nhuyễn cốt tàn trong đỉnh vũ giới. Sau khi dùng toàn thân tề dại, kinh bạch xương cốt mềm đi, cho dù là vũ tồn cao dài, ăn vào không có giải dược, cũng đừng mong khôi phục. Ta xem lần này người có thể cởi bỏ cấm chế được không nữa. Lăng thanh tuyền nhìn lục thiếu du rồi hùng hằng đá trong một cước. Thân hình lục thiếu du lập tức bay về phía sau mấy thước, va và vào tường đá trong hàng. Tiện tì, nếu như lần này ta thoát khỏi đây, tuyệt đối ta sẽ không cho người một chút cơ hội nào. Lục thiếu du hùng hằng đập vào mặt đất, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thế nhưng đồng thời, hắn cũng mắng bản thân của mình. Tần trưng sao lại không đem nữ nhân này đánh chết đi, thì lần này cũng sẽ không rơi vào trên tay nữ nhân này. Thiếu chủ, để cho ta giết tiểu tử này, ta muốn báo thù. Nộ vô thường giận dữ nhìn lục thiếu du, sát ý ngập trời tràn ra. Nộ trưởng lão, người này là người mà người giới chủ đang muốn, còn có chút công dụng. Lăng Thanh Tuyền nói với độ vô thưởng xong, lập tức nói với Khổng Đình Vương. Khổng Đình Vương mang theo tên này, chúng ta đi thôi. Lăng Thanh Tuyền nói ra, một lát sau dưới đảo nhỏ có một đầu yêu thú phi hành lục tài khổng lồ bay lên trời rồi lập tức biến mất trên không trung. Trên lưng yêu thú phi hành, thân thể lục tiêu du mềm nhũn bị Khổng Đình Vương ném lên trên đó. Sang mặt của lục tiêu du vô cùng xấu xí, lúc này bị người khác cấm chế, lại thêm nhuyễn cốt đàn kia. Toàn thân hắn hiện tại không có một chút sức lực nào. Sau khi âm thầm vận chuyển âm dường linh vũ quyết, thì lục tiêu du tuyệt vọng phát hiện ra. Hắn lại không thể thôi động âm dường linh vũ quyết. Kinh mạch toàn thân mềm nhũn, đàn điện đã bị cấm chế. Lần này ta xong đời thật rồi. Trong đồng lục tiêu du lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Lăng thành tuyển này vì đối phó với hắn đã chuẩn bị vô cùng tốt. Sao có thể cho hắn cơ hội được cơ chứ? tên vô sỉ kia, người cứ chậm rãi chờ mà xem. Chờ sau khi ta trở về, ta sẽ thu thập người thật tốt. Lăng Thanh Tuyền nhìn lục tiêu du, hạn ý trên khuôn mặt lạnh lùng kia càng ngày càng đậm. Đi đêm lắm, đúng là cũng có ngày gặp ma. Lục tiêu du vô cùng bất đắc dĩ. Bản thân hắn luôn cho rằng mình có năng lực tự bảo vệ, thế nhưng hiện tại vẫn rơi vào trong tay Lăng Thanh Tuyền này. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Lục tiêu du âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết không dưới một ngàn lần. Thế nhưng đều là thất bại. Dưới tác dụng của chuyện cốt đan kia, hắn không có một chút biện pháp nào. Lục tiêu du cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Lần này dường như kết cục của hắn đã định rồi. Thế nhưng, thấy độ vô thường ở đây, lục tiêu du cũng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ ít điều này cũng đại biểu cho việc đám người lục tâm đồng và tiểu long bình yên chạy đi. Bằng không, nô vô thường cũng không thấy xuất hiện ở đây. Bảy ngày sau, trong hải vực trọng lớn, đột nhiên xuất hiện vô số quần đảo liền biên. Yêu thú phi hành lập tức đáp xuống một hải đảo trong đó. Trên một tòa hải đảo, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Mặt nước ở giữa những hải đảo đột nhiên cuồn cuộn, một cái thông đảo trong nước hiện ra. Lục Tiêu Du bị khổng lình vương nắm trong tay, lập tức tiến vào trong thông đảo. Lúc này tới gần Lục Tiêu Du mới phát hiện ra, đây chính là một bãi đá dài. Mọi người tiến vào trong thông đảo, sóng nước hải bên rẽ ra. Phía trước mặt mọi người có vô số hòn đảo xuất hiện, thoạt nhìn có chút huyền ảo. Thế nhưng, Lục Tiêu Du chỉ suy nghĩ một lát rồi lập tức cảm thấy bình thường. Bởi vì nơi này chỉ bố trí một cái trận pháp thuộc tính thủy, ẩn tàng không gian bên trong mà thôi. Xin bài kiến thiếu chủ, xả mắt độ trưởng lão không hộ pháp. Khi bản nước phía sau khôi phục, trong hòn đảo nhỏ phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Cả đám đều mặc trường bào màu, màu đen, khí tức không kém chút nào. Vũ tướng, lĩnh tướng. Lục Tiêu Du cảm nhận khí tức lập tức nhận ra tù vi của đám người này đều là vũ tướng linh tướng, còn có mấy vũ xuất và linh xuất. Trong lòng hắn không khỏi suy đoán, có lẽ đây là một vân đà của linh vũ giới. Tao nào không có một ai biết được nơi hạ lạc của linh vũ giới. Hóa ra mỗi một phần đà của linh vũ giới đều được bố trí một trận pháp che mắt. Người bình thường muốn phát hiện ra, sợ rằng vô cùng khó khăn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo